Ladies and gentlemen, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel System Gaming của mình. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái series mới của cái tựa game Ark Survival Evolved này. Thì hôm nay mình chơi cái map này là cái map hoàn toàn mới luôn các bạn ạ. Mà từ trước giờ mình chưa có chơi luôn ấy. Các bạn nhìn xem cái bản đồ của mình nè. Mới lúc đầu mình spawn là cái khu đầu tiên á. Và mình cũng chưa đi đâu xa các bạn ạ, mình chỉ mới quanh quẩn ở đây thôi. Mình chỉ mới lượm mấy cái cỏ cây với lại làm một vài được cái dụng cụ cơ bản thôi. Thì cái map này nó là map mới ra mắt gần đây thôi, mình không biết là nó đã cập nhật full map hay chưa nữa. Nhưng mà mình cứ thử khám phá xem thử cái map này nó có được những cái công trình gì đẹp đến cỡ nào. Rồi thú nó mới ra làm sao thì các bạn cùng đồng hành với mình nhé. Ở trong series này thì mình tập trung vào hai cái mod chính, đó là cái mod Paradox với lại cái mod Bubnacia thôi. Còn cái mod Eternal với lại Primo thì những cái series trước á mình đã chơi hai cái mod đó nhiều rồi, cho nên là mình tạm thời lắng đi một thời gian là hai cái mod đi ha, để dành cho những cái series sau á, khi nào mà mình chơi được những cái mod này nó phá đảo nó chán rồi á thì mình bắt đầu quay lại được những cái mod cũ nhá. Rồi nãy giờ giới thiệu sơ sơ vậy thôi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu cái cuộc hành trình của mình nè. Đây là một cái vùng đất mới, một cái vùng đất bị lãng quên, mình chả biết đọc nó là sao nữa, nhưng mà mình Google dịch nó ghi là vùng đất bị mất tích đó, hơi bị đỉnh luôn nhá. Mình xem cái bản đồ tổng thể của nó rồi, cái map này nhìn nó xịn lắm, nó còn đẹp hơn cái map Ragnarok với lại mấy cái map kia nữa. Mình là mình định chơi cái map Crystal Island á, nhưng mà mình thấy cái mod đó mình hình như là mình có chơi mấy tập đầu rồi đúng không, nhưng mà cũng chưa phá đảo nữa, chỉ chơi được có 4 tập đầu thôi, xong rồi mình chuyển sang mình chơi cái map khác á. Cái series bên đấy thì mình có chơi với lại anh Game Apply nè, nhưng mà giờ thì ảnh chơi bên server khác rồi, cho nên là bây giờ mình chơi lại, mình chơi cái map mới này đi. Cái map này chưa có ai làm hết trơn á, còn mấy map nữa cũng hay lắm nhưng mà để sau đi các bạn à. Ui cái gì đây, ui cục này cục gì đây, ô các bạn cái cục này cục gì đây các bạn ơi, cái gì nó xanh xanh nó bay bay đi nè, bạn thấy không, con gì đây, ủa cái con này cũng là tính là con sinh vật hả các bạn, nó ghi tên là Whiff kìa, female Whiff, nó như một cái đốm sáng, nó bay bay gì, nó cũng là một sinh vật hả, trời hay vậy. Ở tập đầu tiên hoặc là tập thứ hai gì đấy thì mình sẽ đi vòng vòng mình khám phá map nhá, mình để mình chọn cho mình một cái chỗ nào đấy thật là đẹp để mà mình xây dựng căn cứ chính của mình, rồi sau đó mình mới bắt đầu đi vòng vòng đi bắt thú. Giờ chúng ta cần một cái con thú bay mà đơn giản thôi, như là cái con bờ te hay con gì đấy để mình còn đi vòng vòng nữa chứ. Bây giờ mình đang không có thú nè, chưa bắt được con gì hết trơn á, đang chạy bộ sắp mặt luôn nè. Cái gì đây, ui mẹ ơi, con cái con này con zombie. Cái con thú zombie là nó thuộc cái mod Bubnacia nha các bạn ơi. Ôi, mới đầu vô gặp mấy con zombie rồi mà con nào là với con đó level 1000. Con gì nữa đây? Con ồ, mấy con này level thú cao không à? Tại vì mình chỉnh độ khó là 28, cho nên là thú level max là nó tới 1200 lận. Nhưng mà đối với mình á là cái cấp độ đấy là đủ để chơi rồi. Mình đang định cài cái mod độ khó nó cao hơn nữa, mod 300 kìa là thú nó level tới 10000 luôn á. Nhưng mà thấy ảo như vậy ảo quá, cho nên thôi mình quyết định là chỉnh độ khó tầm 28 thôi. Như vậy là đủ chơi rồi. Uầy, ở đây nó có mấy cái con này nó cứ bay bay hoài mà con này bắt sao trời. Uầy, đẹp thực sự luôn á. Uầy, con này con Fear the Light hả? Bây giờ mình chưa có cái dụng cụ gì mà nói chung là xịn hết trơn á. Cái con này là Prodigious Fear the Light. Con này nó bắt bằng cái gì ta? Giờ mình không có cái crystal để mà mình làm cái ống nhòm này các bạn. Spy glass. Đây, muốn làm
là mấy cái này thì nó cần crystal mình mới biết được nó ăn cái gì. Thường thường mấy cái con này nó ăn mấy cái hạt giống không ạ? Cái hạt giống ở dưới dưới chỗ aberration vậy. À, có con bờ te nè, à, ngon. Để mình làm cái bô la mình bắt con bờ te trước các bạn ơi. Đây có cái bô la nè. Không biết bô la này là bắt một cái dính không trời. Sợ tí nữa tán mình một cái chắc mình sắp mặt quá. Cũng ở bên Eternal thì nó có cái mod mấy lúc đầu á, nó giúp mình dễ sinh tồn hơn. Ui, con rồng kìa. Ấy da. Rồi con gì nữa đây? Rồi. Con này thuộc hệ ở đây không, nhìn lạ dữ vậy trời. Ơ kìa. Turbino. Con hươu nữa kìa các bạn. Ấy da, đẹp vậy. Hươu màu vàng nha, cái con này là Prodigious Sihon. Cái con này bắt được không ta, để mình thử các nha các bạn. Mình đâm nó con này coi, con đó. Em này con này không? Hay nhỉ. Biết tí nó tỉnh vậy, nó không chịu mà nó cắn mình chết thì vãi tèo nha các bạn. Xỉu đi bro. Ây da. Rồi cái con này tem bách siêu. Trời ơi, mà con này tôi bồ nó tới 9.000 mấy lần. Vãi chưởng. Thôi 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 bỏ 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 bỏ. Con này tem bách siêu không phải tem xỉu xong đút đồ ăn cho nó là bậy à. Bây giờ quanh quanh mình toàn là thú dữ không mà các bạn ơi, không có con nào mà hiền hết trơn á, cho nên là chúng ta đi phải khá là cẩn thận đó nha. Ui, đẹp thực sự nhờ. Ui, nhìn nhìn được ở phía dưới nước nhìn rõ luôn nè, hay nha. Ui, mong là cái con rồng nó không có thấy mình. Cái con đó là cái con rồng crystal á thì phải. Bây giờ chúng ta phải đi men men. Ui, cái con kia như như cái con Titan God đó, nhưng mà mình thấy nó bé xíu vậy trời. Sao kỳ vậy ta? Lá lách thì các bạn ơi. Giờ phải tìm con thú bay. Rồi mình mới đi vòng mình xem thử cái đảo này là nhà mình làm ở đâu nó mới đẹp. Giờ phải tự bảo vệ bản thân cái. À đúng rồi. À đây rồi. Vừa bấm y lên để mà mình xem thử. Ủa, cái bét đâu rồi ta? Cái túi ngủ á, đây đâu, đâu rồi, đây nè. Mình làm mấy cái túi ngủ để đi dọc đường đi. Ôi, làm được cái giường kia luôn kìa, ngon vậy. Đặt cái giường ở đây đi. Yeah. Đẹp nhờ. Ui ui ui. Con khỉ kìa. Ui con khỉ màu xanh dương luôn kìa. Mình không biết là nó thuộc hệ gì nữa. Ây da, qua đây lắc vậy. Hình như qua đây mình đang lót lót map hay sao á bạn ơi. Thông cảm giúp mình nha, tại vì map này mình chơi lần đầu. Nên mắc cái con mo chóp này em ta. Cái con mo chóp này nó có nhiều tiện ích lắm nha. Cái con này nó cần ăn cái gì vậy trời, thịt đùi hả? Là nó ăn hạt giống ta, giống đúng không? Temmin food in last slot. Không ăn thịt này luôn kìa, hay là ăn trái cây. À đây trái cây nữa. Ôi gì mà tem có 0,1 0,3% mà tem bao giờ nó mới xong. Thôi bỏ đi bắt thú bay cái đã. Để thôi
À mình nhớ rồi, các bạn nhớ cái con mua chớp ở bên cái mod Bup Nacier không? Là cái con đó là nó hơi bị ghê đúng không? Lúc mà mình chơi bên Genesis cái con đó nó pha nó bị lỗi á, tại vì là nó là cục mod mà. Còn cái con này bây giờ qua bên Bup Nacier là nó pha còn dữ hơn nữa, nó pha một lần là tới cả 100.000 á. Cả 100.000 polymer. Ấy có con cừu nè. Dứt dứt nó lấy thịt cừu nha. Mày thuộc giống loài gì đây mà nhìn mày đẹp đây. Ôi. Cái con này tên là Bra các bạn ơi. Bra nè. Thôi. Phải chữa. Tí nữa thì thôi, bỏ qua đi, tí nữa là bị con hai cái raptor nó lụm rồi. Đấy, con vừa to này nó bị sao vậy trời, như bị kiến cắn hay sao á. Mày chạy nhanh bro. Nãy giờ chưa thấy cái con bờ te nào luôn á ta. Bây giờ cần con bờ te là đẹp luôn. Trời, con rùa gì trắng bóc vậy? Glacial. Ui, cái con này hệ mới nè, lần đầu tiên mình thấy nè. Ấy già, trên kia núi không mà núi. Hình như là thú bay nó ở trên núi chứ nó lâu lâu mới có mấy con nó xuống dưới đây thôi. Hay là mình làm liều một phen các bạn. Lên núi chơi nhá. Lên núi kiếm thú bay nha. Đi luôn. Chết bỏ. Chỉ sợ lên đây gặp mấy con nào đấy nó dữ dằn thì thôi. Sân này con không về. Nhưng mà phải làm liều chứ các bạn, làm liều thì mình mới có thứ ba chứ. Núi nè. Ôi, cái ngọn núi mình vẫn chưa là gì so với mấy ngọn núi bên kia đâu nha. Nhiều thứ lắm. Ôi, chi ke luôn nè. Ôi, cái con chi ke ở đây mạnh lắm luôn á. Ui mẹ ơi. T-Rex, T-Rex gì mà màu màu đẹp vậy? Ôi, T-Rex nhìn như con mấy con T-Rex cổ vậy. Cái skin này quen quen nè, hình như ở bên Genesis 2 mình đã từng mặc cái skin đó cho con Rex nhà mình một lần rồi. Nhưng mà các bạn kêu là cái mod đấy không nên chơi mod, cho nên là thôi mình cũng gỡ ra luôn. Chơi mặc định của em. Ui, ngựa, ngựa văng. Ngựa màu hồng luôn. Còn này đang ăn cà rốt nha, chứ tem mà mấy cái quả tím tem lâu lắm. Rồi, qua đây giật vậy. Lắc phải tèo luôn nè, giờ mình mới đi được có một tí bản đồ thôi. Ừ nha. Rồi, mình đang đi hướng nào ta? Ui, kiến. Mấy con kiến ra, mấy con nó phiền lắm. Kiểu gì mình cũng phải đánh với mấy con này à bạn ơi, mình phải farm chitin thì mình mới có thể mà chế được cái y các bạn ơi. Con này nó đánh cao không vậy? Con này có mấy level 400 500 mà. Đi quỷ. Còn tới 700 mấy rồi, sâu như đời tới. Anh xin tiền để chút nữa mình còn làm cái yên cho con bờ te nữa. Cú hai đầu này, luôn. Ây da. Chết đi con quỷ. Mày cắn tao hả mày?
Mày làm sao? Mày thuộc giống gì đây? Raptor nè, Raptor với chúng tôi à. Thăm mày luôn. Thăm mày cho một xíu luôn. Một cái đồ xác con này các bạn ơi. Con này level 80 mà nó trâu ở dưới trời. Không thôi là rước mẹ vào thân ấy. Chưa làm cái chỗ để mà nấu đồ ăn nữa cơ. Anh ta ăn cái cây không. Con này cấp mấy đây? 80 là màu xanh đẹp nè, hay là tem thử con này đi. Được không? Được. Để mình làm cái bãi lửa đó các bạn ơi, đói chết. Campfire của tôi. Có thật thì mới vượt được đạo chứ đúng không? Từ từ rồi mình đi khám phá tiếp. Có đồ ăn gì đã, đói quá. Hay là gì đây? À, mấy công thức. Bỏ thịt vô là nấu ra thôi. Ok nhá. Raptor. Đây, có Raptor luôn. Rồi ôi có nhiều hệ, nhiều mấy cái con Raptor này đủ hệ chân á, tại vì mình chơi mod Paradox mà. Cái tiền mình máu mình phải cao mình mới chống được mấy cái con này, không thôi đi bụi. Cái giường nào? Foundation. Cái có chỗ để mà học thân. Tem bao nhiêu phần trăm vậy? Đây quay 40 mấy % rồi nè. Ok nhá, ráng tem xong con này luôn các bạn ơi, để mà mình có một cái con thú đầu tiên làm bạn với mình để làm cái yên luôn. Ngon ngon. Có một con thì bảo kê mình đầu game mình là được rồi. Từ từ rồi mình kiếm thứ ba sao. Mình chưa đi map này lần nào luôn á. Đang không biết là chúng ta nên làm nhà ở đâu đây nè. Chỗ nào là đẹp. Có nhiều tài nguyên. Kiểu gì mình cũng phải tìm nơi mà có metal á. Lúc đó mới làm nhà yên ổn được. Đợi nó tem cái con này xong rồi đó. Nâng tầm nghìn máu cho chắc cú. Skin. Ôi, nhiều cái. Ôi cái này là cái bộ đàm tracker hả, nhìn xịn sò vậy. Từ từ rồi mình bắt đầu mình xây dựng nhà cửa sau. Giờ phải đi thám thính map rồi đã. Con này tìm sắp xong rồi nè. Mình mới đi được có tầm khu gần giữa bản đồ thôi. Con này nó có cái chữa một là sao ta? Hình như là mình đáng lý là nó đi một cặp với con kia nhưng mà mình lỡ mà giết một con rồi.
83%. Ôi xè, xong luôn. Ngon lành cành đào luôn các bạn ơi. Ôi, sao cái con này nó bị cái gì vậy ta? Mấy con này quỷ này nó trâu dữ vậy. Trời, nó cắn con Raptor muốn chết luôn các bạn. Phải trưởng. Tôi không tin được luôn á, mấy con này level cao vậy, nó hèn chứ nó mạnh như đời tới. Úi giời ơi. Ê, ở đây. Trưởng hoài cu. Rồi. Ta tiếp tục hành trình của mình thôi các bạn ơi. Đi về miền đất hứa. Đây. Ôi là la. Con này nó hồi nãy mình cho nó ăn cái narcotic nhiều quá, giờ nó muốn xây sẵn mặt mày luôn. Ui, bờ te, thấy rồi. Bờ te ở đây rồi. Công cụ đầu tiên giúp mình đi khảo sát cái map này, coi nhà mình nên làm ở đâu. Đáp xuống bro. Bay hoài vậy. Tự nhà để mình liên mấy con này dưới đây đó. Đau quá trưởng các bạn nhờ. Ôi, chết nhỏ luôn á. Ây da. Bờ te đứng lại. Bờ te nè. Mày đã gấp máy đây. Ui cấp 800 luôn á. Vãi trưởng. Ây ôi. Mày 800 là mày hả mày, đời mày tàn được con trai. Ui, ngon các bạn ơi. Đang muốn tìm con level cao cao để quánh cho nó đã, ai người gặp con 800 luôn à. Oh my god. Con này trâu vậy. Tiểu đi chứ mày. Nó kìa. Trời ơi nó bay luôn rồi. No. Hay da, sao mà cái cái bola này nó si ba chao dữ trời. Mà tưởng nó giữ chân lâu lắm, ai ngờ nó giữ được con tí à. Úi rồi ôi. Tí nữa thì ngon cành lành cành đào rồi. Ây da, tức thiệt chứ. Trời. Phải cà trưởng nhờ cái cung búp Messier nó thốn nha. Arrow nè. Paradox Hero nè. Ui 20 cái narcotic à. Ê nó đậu. Mày đậu hả mày. Ê. Đâu mày chạy đâu con trai. Chạy đi đâu. Tắm nó. Tắm cho nó. Yeah. Mày hả mày. Chết mày chưa con. Ô là la, ui cái con này 5.000 mấy tôi bò hèn chi mà nó khỏe vãi chưởng các bạn ơi. Oh shit. Ui ở đây có con cừu luôn nè, ngon. À mình giết con cừu này để mà mình lấy thịt để mình tem mấy con bờ te nên là đẹp luôn nè. Mình được có 30 mấy miếng thịt cừu à, hơi ít nha. Kệ đi. Nghe tiếng gì vậy trời. Hết hồn. Tôi tưởng con nào nó bị nó quất mình chứ.
cừu. Chúng ta mấy miếng thịt cừu này chắc đủ nhờ. Đem đi. Ôi, làm được mấy cái này luôn rồi. Hợp lý. Bầu để làm cái khung coi. Baradot bầu. Baradot crossbow. Khung nè, có khung luôn nha. Có khung đó, khung. Có khung. Cái gì vậy? Hey. Alo. Quỷ. Đừng. Đừng giết con tao. Cái định mệnh con chó T-Rex này. Trời ơi. Yeah. Công cốc các bạn ơi. Ôi ôi, thế là mình mất con bờ te xịn rồi, cay thật. Con Raptor mình đam yếu quá, không có giết được cái con đó được. À, Shiba. Con đó nó chạy nhanh phải tèo luôn á. Ôi ôi, buồn hiu luôn, mất con bờ te luôn rồi bạn ơi. Nãy giờ mới tìm được con level cao mà còn bị cái con T-Rex kia nó làm tỏi luôn. Mày làm sao? Mày làm sao? Sao mày trâu dữ vậy? Thái trưởng 320 hèn chi không trâu. Ui, có con bờ te mới, có con bờ te mới kìa. Ây da. Đập rớp rồi, được cái gì đây? Ui. Wow. Được bộ. Được hai món giáp. Châu vải trưởng các bạn ơi. Ui. Nice. Ui, ngon vãi, lượm rớp được hai món giáp. Gần 2000 giáp à. Oh my god. Rồi, bộ te đâu rồi? Đây 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 đây. Nó đáp xuống nè. Chết. Cặp máy đây 80 đi cũng được đi. Cái gì nó vậy? Từ từ, mình phải đâm con này xỉu trước rồi đó. Mày quấn lộn, solo là con thiệt đấy. Quỷ mất dạy này nữa. À, quanh này nguy hiểm quá các bạn ơi. Ôi con Raptor. Con te này chích queo luôn rồi. Ai chưa. Mày phải đền tội rồi. Mày dám giết con tao thì mày thấm hộ cao cái. Con mũi level vãi tèo. Ấy, con bờ te mới, con bờ te mới. Ấy, đứng lại đó. Xíu. Ok, ok bro. Con này bao nhiêu tôi bồi cho ta? 1200. Tôi để nó một xíu đi. Con này phải đứng đi. Ok mình mới được. Thôi dễ chết lắm. Trời ơi, mưa luôn rồi. Ở, cái con này hình như là cái con thuộc họ Flame hay sao á. Lửa. Con Tabe Zara lửa. Đem đi bro.
ở đây trước rồi đó. Ở đây không thấy crystal để mình làm cái ống nhòm ha. Chặng đường đi khám phá map này chắc gian nan dữ à nghe. Có lọ tem minh không ta? Ê, có lọ thuốc tem minh nè, nhưng mà paradox chết. Hợp lý. Ui nó cần metal ingot nè, mình chưa phao được metal ingot cho nên là chịu các bạn ơi, không có làm được. Chưa phao được sắt lấy gì làm được mấy cái này. Làm loại thuốc này thì nó cần Naco Berry, chưa có luôn. Chịu. Ngồi đây đợi nó thôi các bạn ơi, biết sao giờ. Quả đen tí mình làm còn làm cái tên nữa. Tên ngủ. Tên ngủ này nó cần cái gì vậy trời? Spoiler mid. Spoiler mid là thua rồi. Thấy nó lên phần trăm nào luôn rồi. Hồi trước á mình chơi server người ta, nó là người ta tăng cái tem mình lên á, cho nên là bắt một lần là xong rồi. Còn bây giờ mình chơi chậm lại từ từ á, cho nên là mình chỉnh mấy cái tem mình này nó còn có nhân 2 à. Hồi trước là mình chỉnh tới nhân 50 lận, cho nên là bắt bỏ một cái đồ ăn vô là tem xong rồi. Vậy thì dễ quá, giờ mình quyết định là cho nó khó lại một tí thôi, cho nên là mình giảm cái thanh tem mình này xuống rồi, cho nên là các bạn đợi nó đói, sau đó nó mới chịu ăn hơi lâu nhá, vậy nó mới thật được. Ta ren ten thẹn. Hồi nãy cái con T-Rex kia là nó thuộc hệ vậy ta, hình như là nó là direct thường thôi à. Mình thấy mình lấy cái con raptor mình cắn nó quá trời luôn á, nhưng mà kiểu nó không bị rướm máu luôn á. Vậy là con này nó trâu phết đấy chứ không đùa đâu. Mà nó còn đi nhanh nữa, tại vì nó thuộc rác ở bên mod búp rồi. Ui nhanh vậy, chỗ nó ăn một miếng thịt thôi mà nó lên timing 86% gần được luôn kìa. Nó giảm cái thanh phút này xuống tầm 4.000 là nó ăn một miếng thịt cừu này là gần mắc cây luôn ạ. À. Nhanh thật. Rồi. Đợi thôi bạn ơi. Làm được yên bờ te cho ta. Bờ te nodon, bờ te đây, bờ te nodon. Bờ te.
Pteranodon Shadow làm luôn. Oh yeah. Rồi, có yên là an tâm rồi đó. Có một con bờ te kín đang bay, các bạn thấy không? Với con nó level bao nhiêu ta? Hồi nãy em bị mất cái con level 800 rồi, hơi buồn tí. Bắt được con level 800 mới là ngon lành luôn á. Đâu quá trưởng. Kìa, ở kia có cái con gì đang cắn ngoài kia ta. Ê, hình theo mình thấy không nhầm đó là một cái con Magmasaur hay sao á, cái con rồng mà ở trong miệng núi lửa đó các bạn. Đấy kìa, hình như là nó đó. Ủa nhưng mà tại sao nó lại đứng ở ngoài đây ta? Ở đây là phía bên ngoài núi mà sao lại gặp cái con đấy nhờ? Thật là khó hiểu quá đi. Nhanh lên. Tìm đi nào. Tìm cho xong đi để chúng ta kết thúc tập này tại đây. Tập sau thì chắc là mình mới đi khám phá được các bạn ơi. Tập sau đi khám phá xong rồi mình mới chọn nơi mình làm nhà. Rồi xây dựng lãnh thổ căn cứ. Ui, hình như là mình cái hướng này là mình sắp sửa đi qua được cái núi núi băng rồi đấy. Núi băng luôn kìa. Được quá nhờ. Theo các bạn thấy thì mình có nên skip cái khoảng thời gian buổi tối không ta? Bạn nào mà không muốn hay là muốn gì đấy thì cứ comment phía bên dưới nha. Tại vì mình chơi thường mình toàn để trời buổi sáng không à, nhìn cho nó rõ đẹp. Chứ để buổi tối mình cũng không thích lắm. Tuy là nó có nhiều lúc là ban đêm bầu trời trăng sao gì đấy đẹp. Đang là mấy giờ rồi ta? Đang là 9 giờ tối đó, nhưng mà các bạn nhìn trời kìa, đâu thấy tối chút nào đúng không? Cái này giống như là 4-5 giờ chiều đúng hơn á. Hoàng hôn nè. Ui, trời sao kìa. Con bờ te này gấp nổi con raptor mà đúng trời. Nếu mà không gấp được thì sao giờ ta? Cái con raptor này mình nhét nó ở đâu giờ trời? Ui ôi, không có cái đồ để pick up cái con này luôn. Ây cha. Hơi khó nghe. Cái này, cái show này thì mình cũng chả có crystal hay là chả có cementing bay polymer nữa. Nói chung là cái đồ này mình còn khoảng thời gian nữa mình mới có thể làm được. Uầy, nhiều thứ quá, cái gì đây? CCO Ocean Wood Foundation luôn nè. Dino Scuba Thăng. Mấy cái món đồ để tem mấy cái con cái gì mà God of Mountain, God of gì đấy nè. Trời, mấy nhớ thời đó vãi nhờ. Hồi nó pha mấy cái cuốc này nè, gõ nó mới phê. Đã brand luôn. Ôi, sao rồi? Úi xìa. Lên được 200 mấy luôn, ngon lành nha. Được đấy con. Trả đây, trả thịt đùa lại cho bố. Ai nhầm, trả thịt đùa lại đây. Trời tối tối thui luôn. Đó, để mình chỉnh Gamma 4 lên đi. Ê, gấp nữa con này không ta? Ui, không gấp được con Raptor này rồi các bạn ơi. Để mình bay đi, mình vòng vòng mình xem nữa coi. Đấy, các bạn thấy chưa? Con mắt cái gì đấy? Mắt Nagam hay là mắt Maso gì đấy? Oh my
my god, các bạn thấy cái con gì trên núi kìa không? Con Giga đấy, nhưng mà con Giga gì đẹp vậy? Chân xanh, đầu xanh. Nhìn VIP nhờ. Rồi. Rồi một đống mấy cái yên xịn luôn nè, phải tèo. Yên gì đây? Mammoth, Die Wolf. Ui, có hai cái yên sói luôn nè. Ngon. Rồi. Ba lượng vòng đi, đi tech. Đi check map các bạn ơi. Con quét trồ kìa, nó đang quánh nhau với lại cái con Gì vậy? Ôi, bạn nhìn chưa? Bò cạp khổng lồ. Cái gì vậy? Rồi. Bò cạp quánh nhau với lại cái con T-Rex T-Rex đèn à, đèn RGB các bạn ơi. Nó to vậy. Oh, oh my god, con Giga nữa kia. Ui, đây rồi, Ritto. Các mình sợ con Giga kia vãi trưởng. Tranh thủ farm. Farm Ritto là ống nhờn các bạn ơi. Ui, gì vậy? Ôi, con cá. Cá voi không gian kìa. Ui, đèn đây. Rồi, hồi nữa farm tiếp các bạn ơi, đem làm cái ống nhờm cái đã. Đây rồi. Ôi dè baby. Có cái ống nhờm nha. Đi soi, soi được đấy. Ui, con cá, cái voi tên gì đây? Ui, nó cũng là cái voi bình thường thôi, nhưng mà nó ở trên bờ, không phải ở không gian. Giga level 760, 200.000 turbo luôn. Ôi giời ơi. Nhìn đã tê à, muốn tem mấy con này ghê luôn á, nhưng mà tập đầu sao tem nổi. Tập đầu tem thì có vẻ là no hope đấy. Mình làm gì mà mạnh được tới đó được. Wow. Mình chỉ đi vòng vòng, mình cho các bạn xem được mấy con thú ở đây nhìn nó xịn lắm. Đây nè, con Giga nè. Trời, cái gì mà trời tuyết luôn vậy? Ui. Wow. Cái gì vậy? Trời. What? Cái gì vậy trời? Ôi, cái con này nó quýnh tầm cao vậy luôn hả? Mất hết rồi. Còn gì luôn á. Đâu ra con Terabot level 1000 đã dạy. Trời ơi. Trời ơi, té. Thôi, gãy rồi. tập đầu bị hành như đời tới bạn ơi. Úi giời ơi. Mất hết. Trời ơi, tôi mất hết rồi mấy bạn ơi. Hù. Xong. Và thế ra hết. Trong một chiều buồn em nói với anh rằng. Thôi, chắc là chúng ta sẽ ngừng tập 1 ở đây thôi các bạn ơi. Bị hành như thế là quá đủ rồi. Tập sau mình bắt đầu mình kiếm đồ lại các bạn ơi. Trời ơi, giờ mình mới biết cái con Glacial Giga nó kinh khủng vậy luôn á.
mình mới vừa bay trên đầu nó thôi, vậy mà nó quánh một phát một tới luôn, là rớt thú mình rồi bay xuống dưới là nó tạt cái chết mất tiêu con bờ tem mình luôn, không thể tin được. Cái con này mạnh đấy, nhưng sau này mình sẽ farm đồ lên để bắt được cho bằng được cái con đấy nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha, nếu bạn thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn ơi. Đây là series ARK map mới của mình đấy, mong là các bạn ủng hộ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye.